Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ đêm ngày 11 đến sáng ngày 12 tháng 7, 7 trận động đất đã xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trong số đó, trận động đất vào 6 giờ 50 phút ngày 12 tháng 7 có độ lớn cao nhất là 3,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trước đó, khu vực này xảy ra 6 trận động đất trong khoảng thời gian từ 23 giờ 2 phút ngày 11 tháng 7 đến 4 giờ 16 phút ngày 12 tháng 7, độ lớn từ 2,7 đến 3,4. Các trận động đất trên không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Con Plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Những ngày gần đây, tần suất xảy ra và độ lớn của các trận động đất tại khu vực này có xu hướng tăng dần. Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, Cục Điều tra Hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt giữ ông Lê Đắc Thanh, sinh năm 1965 về tội nhận hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Thanh là kiểm sát viên trung cấp và là trưởng phòng 2, kiểm sát án trật tự trị an xã hội của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ông Thanh được cử phụ trách vụ án nhóm Phan Sinh Thành về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản bị Công an Quảng Bình khởi tố tháng 11 năm 2021. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 5 tháng 6 tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Phan Sinh Thành, sinh năm 1982, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, đã yêu cầu hội đồng xét xử thay đổi kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Cùng đó, Thành gửi đơn tố cáo kiểm sát viên Lê Đắc Thanh nhận 880 triệu đồng trong tổng số 2,7 tỷ đồng mà vợ bị cáo đưa cho ông Nguyễn Đức Thuận, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, nhằm chạy án. Chiều ngày 11 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm Đào Thị Oanh, giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ IDEA, công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn S Global Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn du học DIO Việt Nam, Nguyễn Hồng Anh, giám đốc công ty Phương Diễm, kế toán trưởng công ty Future, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, kế toán trưởng công ty Phương Diễm, Vũ Thùy Linh, giám đốc công ty Alpha và Mai Thị Thu Hà, giám đốc công ty Earth Vibes. Cụ thể, Đào Thị Oanh cùng đồng phạm với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân doanh nghiệp có nhu cầu. Các đối tượng đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng. Theo hình thức tạm ứng thanh toán trước, từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu. Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Tiếp tục diễn biến phiên xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Chiều ngày 11 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố xong bản cáo trạng. Phiên tòa chuyển sang phần thẩm vấn. Nhóm bị cáo buộc tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vitrasin, liên tục khai, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thường bị các cán bộ liên quan gây khó dễ vòi tiền. Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Vitrasin được thành lập năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành vận tải. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, Đào Minh Dương đã đặt vấn đề và đưa hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng cho 3 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay cho công ty. Cụ thể, đưa 1,1 tỷ đồng cho ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đưa 1,6 tỷ đồng cho ông Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đưa 864 triệu đồng cho Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam tại Angola. Khai tại tòa, bị cáo Đào Minh Dương cho biết, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay, bị cáo Dương có sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Vitrasin và Công ty Cổ phần Mặt trời Việt Nam Hàn Quốc. Các pháp nhân đã tổ chức được 22 chuyến bay, mỗi chuyến bay gồm 350 người, có những chuyến bay 180 người.
bị cáo Dương khai bản thân bị ép đưa tiền cho hai bộ là ông Vũ Anh Tuấn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và ông Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Bị cáo Dương khẳng định tại tòa đã đưa tổng cộng cho Phạm Trung Kiên hơn 1,1 tỷ đồng, đưa cho Tuấn 1,6 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi lên đến 432% một năm, gồm Trần Văn Phúc, sinh năm 1998, quê Hải Dương, Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1986, Lưu Quốc Phong, sinh năm 1990, cùng ngụ Hải Phòng. Từ tháng 2 năm 2023, Nguyễn Hoàng Anh cùng Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc được một người tên Quang chưa rõ lai lịch cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương hành nghề cho vay tiền lấy lãi. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau tiêu xài. Để hành nghề, ba đối tượng thường xuất hiện tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để thực hiện in các tờ quảng cáo phát khắp nơi. Cả nhóm nhắm vào đối tượng thiếu tiền cần vay, gồm công nhân lao động sinh sống tại các khu nhà trọ và những hộ buôn bán nhỏ. Các đối tượng trên đã thực hiện cho vay trung bình lãi suất lên đến khoảng 432% một năm. Bước đầu công an xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là 280 triệu đồng. Ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông báo về một số đặc điểm nhận biết tiền giả mới xuất hiện. Theo đó, tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng, series UFDQ và 200.000 đồng, series QHKD có đặc điểm nhận biết hình ảnh hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít, mực đổi màu được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật. Mảng ký tự siêu nhỏ là giải mực nhòe, cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối. Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán ni lông khu vực cửa sổ, phủ lớp ni lông mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền, hoặc chỉ phủ lớp ni lông mỏng ở mặt trước tờ tiền. Khi soi dưới đèn cực tím, khu vực cửa sổ phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang.